thân mến chào các bạn. Hôm nay Fedora làm một cái video của nhóm Velo Việt, một cái nhóm xe đạp lớn nhất ở Southern California. Hôm nay rất là đặc biệt, có 3 special guest đến từ những tiểu bang. Fedora thì không có rành, sẽ cho Captain John Lê giới thiệu. Xin mời John Lê. Hi, đây là anh Chris Ngô từ trên Fresno xuống ha. Chào, chào tất cả. Này là anh Phong từ Fresno. Yeah. Tommy from Atlanta, Georgia. Okay, and name Velo Vic. Can you say something special about these three like legends? Each of them has something special. Okay. Yeah. Anh Chris là người chuyên môn đạp. Double century là 300 km. Wow. Four and 1,000. Wow. Oh my god. Trong một ngày đó hả? Trong một trong nếu mà đạp 1,000 thì là 3 ngày. Wow. Wow. Everesting thì là cỡ từ 16 tiếng tới tại 18 tiếng. Xin hỏi anh Chris là anh có đi thi giải gì với Mỹ chưa? Thi giải Mỹ thì có thi như là mấy cái đại diện Mỹ qua bên Việt Pháp đạp Paris. Paris. Wow. Đạp cái đó thì là cỡ 1,200 km. Wow. 3,5 ngày. Wow, anh có được nhất nhì hay ba hay là chỉ đạp cho vui thôi? Thì không phải nhất nhì ba nhưng mà complete thôi. Complete thôi, tại vì cái đó là nay là endurance. I see. Yeah. 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 Là 90 tiếng. Thưa các bạn, anh Chris có xuống đây cách đây một tháng đạp chung rồi. Peter rất là mến anh Chris, và anh Chris nghe nói là anh Chris có làm xe đạp luôn, đúng không? Yeah, tự làm luôn. Tự làm dắt xe đạp. Yeah, rồi. Có. Lát nữa Peter sẽ quay cái đoạn anh Chris đạp chiếc xe đạp mà anh làm tự anh làm ở nhà. Ok, rất là ngầu luôn. Ok, rồi next person please. You my lady. Okay, go ahead. Tommy, I have nothing. Tommy, go ahead. And Tommy này là từ bên Georgia, one of the legend. I heard. Young đu xe đạp ở bên đó. Yeah. Anh đạp xe đạp đua mà mountain bike, mà anh đạp single speed. Wow. Okay. So single speed mountain. Mountain bike. That's crazy. Mình đạp single speed thôi. Thì 2018 USA Cycling á là có 8 trận đấu, 8 trận. Thì mình ranked number 1 in the Southeast region, đó là North South Carolina, Alabama, Georgia and Florida, 5 tiểu bang. And then representing the Southeast, mình go to the National over in Snowshoe. And then mình đứng hạng thứ 5. 15th in America. Oh my god. USA Cycling single speed race. Oh man. Jeez. So hồi đó giờ mình chạy chỉ có một gear thôi. Họ nói là một gear, lúc nào mình cũng in the wrong gear. Yeah. So man. So nhìn thấy dốc giống như Việt Nam. Chơi luôn. Là cứ chơi thôi, không cần hỏi gear nào hết. Dễ sợ quá. Các bạn thấy không, anh Tommy đạp có một gear thôi mà ảnh ăn những người Mỹ to lớn mà ảnh vẫn ăn. Xin hỏi là anh Tommy bắt đầu đạp được từ hồi mấy tuổi? Khoảng chờ hồi trước là bố đua, xong rồi ông đua ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Rồi ra đây là cũng 40 năm. Nhưng mà gặp cái bạn ông luôn Johnny, hồi đó giờ mình qua Mỹ, New York. Chết từ đồng ông luôn rồi. Nhưng mà bây giờ gặp Captain John, mình khó kiểu như là... Oh yeah. Bây giờ mình có một cái nhà. Có lần nào đạp chung với Velo Việt chưa, hay là chỉ mặc đồ Velo Việt thôi? Mình mặc đồ Velo Việt đại diện Velo over in the east coast so I will be racing up and down from New York, Delaware, oh my to, gosh Florida, pretty much anytime there's a mountain bike race. Wow. You can see oh my gosh representing wow. Too bad ngày hôm nay anh không có đạp chung với tụi này. Chắc là anh sẽ trở lại đạp với tụi này tuần sau hay là no. Một ngày nào đó rất là gần. I see. Điều bạn thấy đó, không biết là anh có muốn trả lời không? Thấy anh tóc hơi bạc giống Peter, chắc là tuổi anh với Peter chắc cũng 50 rồi, ok. Nhưng mà single speed ở Mỹ thì họ không chia ra tuổi, chỉ có từ 0 to 99. Muốn ly thì they call it the hot code or the idiot. You know, it's okay. Yeah, it's okay. I'm young at heart too. So mình tất cả chúng ta ở đây là chơi là vui. Đua không có phải là đua với nhau, nhưng mà giữ gìn sức khỏe. Ok, welcome to California ha. Nếu mà có đi đâu thì be safe.
kỳ sau trở lại đạp chung với lại nhóm ha. Hôm nay rất là tiếc không có đạp chung ha. Yep. Để mình đi theo chứ mình coi chân nhé. Đúng rồi. Thật sự thì mình đạp mới có 1.5 năm thôi. Mình cũng cố gắng theo anh em. Nhưng mà vui là chính. Đó, giữ gìn sức khỏe là chính. Đúng đó, rồi. Đó, cái là tinh thần anh em Việt Nam mình nó cho nó vui. Đó là cái quan trọng. Ok, rồi, ok. Thank you. Bye. Ok, rồi, là Peter sẽ tiếp cái video cho các bạn. Wow. He built from the scratch. Can them do. Ok, hai anh em mình nó hợp tác đi. Mà muốn thì thay và mở cái shop xe đạp. Mở liền. Mở liền luôn đi. Thì mở liền. Rồi, hiệp. Ok, rồi, hiểu chưa? Nhưng mà anh làm bao nhiêu lâu làm cái này á? My friend. Đẹp quá hả? Guy. Everything is custom made. Look at the brand, Chris Hiền không? Mà nó làm từ trong garage đó thôi. Tự làm đó. Dễ ghê. Nó làm cho tới. He even do this or no? No, không chắc là đó. Chỉ làm nguyên cậu làm cái frame hàng trên đó. Nhưng mà anh Chris phải có cái nghề gì về hàng sắt chứ mới làm được cái này chứ đâu có phải là một người bình thường làm được đúng không? Mình phải biết về sử dụng về hàng về silver solder, phải có mấy cái jig để mà để lên để làm cho nó mới thẳng được. Đúng. Làm thẳng thì nó mới đạp cho nó. Xin cho hỏi là nguyên chiếc xe này nặng bao nhiêu? Tất cả bây giờ thì cỡ 25 pound. 25 pound, oh my god. Thưa các bạn, ảnh đạp 200 miles mà trên chiếc xe đạp 25 pound. Yeah. Peter phải tập thêm 10 năm nữa mới được vậy. Đẹp. Nhưng mà top speed thì chiếc này top speed tùy mình thôi. Tùy hôm nay hên xui. Mình top speed mình đạp mau thì đi mau được, đạp chậm thì đi. Chưa các bạn, là chiếc này top speed là xuống dốc là chiếc này là chắc chắn là top speed rồi. Đúng không? Gang ti. Well, the wire gets dropped. All the flat with a single speed, he go uphill like this. 130 cadence, you generate 39 to 44 average. So you got to think of a flat. That's where I'm able to keep up with you guys. All the wire get dropped. But then on the hill, momentum is my friend. So your muscle, when you do a high cadence, 130. Yeah. Yeah. So what you do? When you have to, what kind of number is that? Like a piece of money. Is that how much you weigh? Is that how much you weigh? No, so what you do? You don't have when you see the hill. You automatically shoot right there. Yeah. For me, so your leg, you need recovery now. With a single speed, you go low cadence torch. But then on a flat, you spin it out. So there's zero recovery time. I can go all day. Can you speak in Vietnamese? I've been riding bike for 40 years. My dad was raised back in Vietnam. Wow, my brother. But never. I came here 1975. I spent 40 years in New York racing. But never feel home. Always love cycling, always racing, always want to win, but never home. So now everywhere I go, no matter what I register for, Velovic cycling will always be. So you've been racing since you're 3, right? You're 43 now. 40 years of racing. No, he races and he was a team. Now since Velovic represents, so when I come back, there's Alabama called Iron Maiden in Alabama. It's a 24-hour race. June 12th, follow me. I'm going to race a 24-hour solo single speed. 10 a.m. on Saturday to 10 a.m. on Sunday.
My goal is to ride for 24 hours so I can be traveling 24 hours a day. I will only, unless I'm in the hospital, which has happened a lot, when you 2 or 3 in the morning, your body sucked out. Bike Blink today. Thưa các bạn, đây là những xe đạp của nhóm Velo Việt. Có rất là nhiều chiếc xe dễ thương. Chiếc này là của Pháp, Mercian của anh Nghĩa. Anh Quốc, England, Mercian. Chiếc này Bianchi. Đây là xe đạp của những anh em trong nhóm. Willier, Cannondale. Chiếc này là handmade của anh Nghĩa, anh Chris. Wow, beautiful. Cannondale này quá đẹp luôn. Ridley. Wow.
Chiến lược này đố các bạn biết của ai? Chiến này là của anh Vũ rồi, Quang Đông rồi. Wow, đẹp quá anh Vũ ơi. Wow, quá đẹp luôn. Chiếc này Pinarello Specialized. Chiếc này Track của Andy. Wow. Cervelo S5. Chiếc đó là máy giải nhiệt. Chiếc này là Scott, Scott. Wow, chiếc này đẹp quá nè, Giant nè. It matches your kit very well. Màu blue luôn. I guess it's your favorite color, huh? Maybe. Yeah. Okay, ma màu đen. Track đỏ. Chiếc này là S-Work. Wow, đẹp quá. Chiếc này S-Work. Time Cannondale. Giới thiệu các bạn một số những chiếc xe đạp của nhóm chiếc này của Peter rồi đó, các bạn thấy rồi đó. Wow, chiếc này Willier. Wow, đẹp quá, của anh Hiếu Trần. Wow, Dogma F10, bánh xe quá đẹp luôn. Bora One. Chiếc này BH. BH là không phải là B, không phải là B&H Photo đâu nha, nhưng mà hình như đó của tôi New York. Ở New York B&H Photo ha. Have you been to B&H Photo? Yeah, they got a lot of my money. How have you been to the shop? No, never. Oh, man. Only có một cái bình này ở Belo. Không ai có cái này hết á. Có ai có cái này hết á. Wow. Có ai có cái này hết á. Nó mua trên eBay mà. Trời, nó gửi cái này order bên Việt Nam qua. Có một mình một người đó, nó gửi qua cái này. Wow, chiếc này Rodeo. Dogma F10 S-Work, đẹp quá. Beautiful. Chỉ có, bây giờ chỉ không có. Focus, Focus của anh Lê, F10, Dogma, Cannondale. Ai cũng thích chiếc xe màu xanh này hết. You can. Hôm nay mình có đấu giá không vậy mà sao sao tụt? Ok, bắt đầu nha. Giờ trước. 5,000. Mình quên nói giá tiền Mỹ là giá tiền Việt Nam. Cái đó gì phải chịu rồi, phải chịu 5 triệu. Các bạn thấy không, cái xe này 25 pound mà nãy giờ là Chris đạp đầu tiên kéo everybody luôn á. Peter rượt lên để quay phim mà rượt không nổi luôn á. Ok, wow. Cái chuyến mà đạp xa nhất của cái xe này là đạp bao lâu rồi? Trong một ngày 200 mile không? 1000 mile. Đó là 1000 km. 1000 km là khoảng 600 mile. Trong 3 ngày, 200 mile một ngày. Wow, 600 mile. Các bạn thấy không? Chiếc xe này đã đạp trong 3 ngày 1000 km, 1000 km có nghĩa là khoảng 600 mấy chục miles á. Mà vẫn ok hả? Wow. Cái bánh này bự quá ha, 28 hả? Đây là 38. No wonder yesterday you asked. I know. But rolling resistance is too heavy, right? Not really. Yesterday I don't think there's much difference. Okay. Yeah, it's like a horse with a chân mạnh thì không cần. Vậy là cái này đi lên gravel là ok luôn. Đi lên gravel ok. Wow. Man, các bạn thấy không? Đẹp quá. This is what you call a collecting bike. Áo này là áo Giro d'Italia. Wow, đẹp quá. Anh Carl and Jonathan.
nặng, nhưng mà tính ra là mình theo mấy cái nai với đầu này á, chạy thôi, cũng chạy thôi, thằng đó nó mới chế ra, nhưng mà nó chưa có. Xong mấy năm rồi. Thằng đó, thân thân nhiều